Vâng, hôm nay ông Thanh Khánh hàng Hà Nội đã giới thiệu với cả nhà một cái bộ tủ đài đến từ thương hiệu Victor. Vâng, bộ này thì quá là quen thuộc với anh em nào mà chơi đồ cổ. Không phải là ai có tiền cũng mua sắm được cái góc chơi của mình. Vâng, nhiều anh em không có điều kiện cũng vẫn cố mua được những cái bộ như thế này để chơi trong gia đình của mình. Vâng ạ, vâng. Những cái góc chơi thì tùy từng gia đình và từng cái kinh tế của nhà mỗi người nhé. Vâng, bên em thì ông chủ ông ấy thích chơi những cái góc chơi rất là đồ cổ. Bộ này thì anh em mà thích thì cứ liên hệ Zalo với bên shop để shop gửi những cái hình ảnh này, thông số này và những cái tư vấn cho anh em nhé. Vâng, ngoài bạn ấy chạy đây ạ. Bạn ấy ngoài bạn ấy chạy cái đĩa than này thì bạn ấy còn có các cổng, ví dụ như là cổng chạy polo, cổng chạy cái con những cái con ăn cối vào này, con tết của cát sét này và AM này. Vâng ạ. Bộ này thì nó có cái chiều dài của nó để cho anh em tham khảo chỗ để nhá. Nó là 1m65 và chiều cao của nó là 68. Chiều sâu là 45. Đó. Và cái này thì nó có cái ưu điểm là cái căng này là mở được ra nhá, cả nhà này. Nó rất là đẹp, căng này nó rất là đẹp này, mở này. Vâng. Đưa lên này và đưa ra này. Wow. Có tận 3 loa và một thông hơi. Loa của nó thì là mở gân giấy giống như là con các dòng Bueller. Một bát, một tép, một chung, một thông hơi. Và ngoài ra thì các bạn này nó rất là dễ chịu ở chỗ là bát tép của nó rất là ok ạ. Đó, cái căng này là đẹp và nó là cổ, nó là hàng nguyên bản nhé. Xúc đang cho tép này với là cái bài nó này ở chế linh của băng kỷ niệm nhé, băng kỷ niệm mà đĩa kỷ niệm 2 nhé. Cả nhà muốn sưu tầm những cái đĩa thì than thế này thì cứ liên hệ bên shop nhé. Vâng, ngoài ra này ông chủ còn chơi chim chóc này đó. Và cả hát cảnh này, ôi trời ơi. Vâng, cứ ở nhà mà nghe những cái chim chóc rồi cá rồi là đĩa than thế này, băng cối này thì tuyệt vời ạ. Vâng, anh em mà cần những cái đồ như thế này thì cứ liên hệ bên shop nhé. Giờ mời cả nhà tham khảo nhé. Vâng ạ, đây ạ, ngoài chạy đĩa than này đó, mà cả nhà không muốn dùng nữa thì đĩa than nữa thì bật sang AM này. AM này nó có mấy đài. Vâng, đây là một đài này. Đó. Đây một đài nữa này. Nó có 3 đài đấy ạ. AM. Vâng, ngoài ra thì các bạn ấy còn chạy được cái tép ạ. Vâng, thì bật cái chung nhờ cái âm gì, mình dùng cái gì thì mình bật cái đó. Vâng, còn cái này thì là cái lau lớt ạ. Vâng, đây là không có lau lớt ạ. Đó, lau lớt nó nặng bát hơn. Vâng, thế thì bây giờ em lại vặn qua cái polo. Nó chạy đĩa than ở trên. Vâng. Đó. Đó, rất là hay, cái này thì tuyệt vời nhé, cả nhà có thể là. Vâng. Đây là em lại cho chạy nó về nó nhé. Vâng. Đây ạ. Wow. Em để hơi nặng. Cái này mình cứ để cái lớp nào thì là nó chạy cái bài đó đấy ạ. Vâng. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ.
như chim xa đàn, thì mình tuổi thân muôn vàng. Mẹ nó qua đời thì còn tâm nhỏ, một chén cơm chiều lên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ mơ, hỏi ai ai cho nương chờ, tuổi ngày tâm tôi như vô cùng. Đêm đêm đói ngủ, một mảnh chiếu rách to, một thân phôi một thân nhà. Nên đời nó khổ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mẹ ơi, con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu.